Bên lề buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ vừa kết thúc trưa 12 tháng 9 năm 2021, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã có trao đổi ngắn với báo chí về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tại thành phố sau ngày 15 tháng 9. Theo Nghị quyết 86 và chỉ đạo của Thủ tướng đã giao Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh thành phía Nam, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến trước 15 tháng 9 kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đến giờ này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện đúng tinh thần giãn cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và có hiệu quả. Tuy nhiên, đối chiếu với những chỉ tiêu mà Bộ Y tế đưa ra, căn cứ vào tình hình diễn biến của thành phố thì còn nhiều quận huyện chưa đạt. Hiện mới có quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi và một số địa phương đã thẩm định và tiệm cận với tiêu chí. Thành phố vẫn đang phấn đấu trong những ngày còn lại. Thành phố Hồ Chí Minh chưa dám tuyên bố đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vì còn nhiều yếu tố chưa có căn cơ, chưa ổn định. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục làm thêm một thời gian nữa để những chỉ tiêu được kéo giảm ổn hơn. Khi đó, thành phố mới tự tin bước vào giai đoạn mới. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện thành phố đang chuẩn bị 10 chiến lược cho thời kỳ bình thường mới để thực hiện mục tiêu kép, có thể kể đến các yếu tố trọng tâm như y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, dân vận, huy động nguồn lực. Về việc chuẩn bị 10 chiến lược, thành phố phải chuẩn bị cho cuộc sống dài hơn khi không thể quét sạch các F0 trong một thời gian nhất định, cũng như không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt kéo dài. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần tính toán các chiến lược đảm bảo an toàn với phương châm an toàn mới mở cửa, sản xuất, kinh doanh để vừa phòng chống dịch, vừa bảo vệ sức khỏe nền kinh tế. Nếu không, Thành phố Hồ Chí Minh có thể chống dịch COVID-19 thành công, nhưng sẽ bị khủng hoảng những vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Lý giải thời gian 2 tuần mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xin thêm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, sự chờ đợi thêm 2 tuần là cực kỳ quan trọng theo quy luật. Hiện số F0 đang quản lý ở bệnh viện và chăm sóc tại nhà trên dưới 100.000 người. Số lượng F0 sẽ giảm sau 2 tuần. Thành phố có biện pháp ngăn chặn lây lan thì số ca nhiễm sẽ xuống mức thấp. Bên cạnh đó, 2 tuần là thời gian mà vaccine phát huy hiệu lực cao nhất. Trong thời gian này, thành phố triển khai các biện pháp khác nhằm củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng điều trị thì công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ. Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội, có thể là chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 19 ở một số khu vực và nếu khả quan hơn thì sẽ thực hiện theo trạng thái bình thường mới. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.